vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình của Phong thủy may mắn ngày hôm nay. Quý cô chú, quý anh chị thân mến, theo văn hóa tâm linh phương Đông, bàn thờ là nơi thiêng liêng, hiện diện của thần linh mà còn là nơi để chúng ta thu hút thêm tài lộc, vận may và hồng phúc. Bởi vậy, dọn dẹp bàn thờ không phải là một công việc đơn giản. Hàng năm trước khi bước sang năm mới, các gia đình Việt thường có một nghi thức rất là quan trọng, đó là lễ rửa bát hương và dọn dẹp bàn thờ. Theo Phật giáo gọi là lễ bao sái bàn thờ, chuẩn bị đón năm mới. Nhưng nếu vô tình phạm phải sai lầm khi dọn dẹp bàn thờ, gia chủ có thể rước họa vào thân, tán gia bại sản, tự tay phá tan sự may mắn tốt lành của mình. Xin mời quý vị theo dõi chương trình Phong thủy may mắn ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Dùng nước lã lau bàn thờ, sai lầm tai hại khiến tán gia bại sản. Cách vệ sinh bàn thờ chuẩn nhất, thời gian tốt nhất để làm lễ bao sái. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Bền, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, theo dân gian, việc dọn bát hương thường tiến vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Trước khi tiến hành thì gia chủ sẽ thắp hương xin phép. Tất cả chân hương cả một năm nên được rút bớt sau đó hóa cùng với tiền vàng. Tuy nhiên ngày nay thì các gia đình thường bước vào kỳ nghỉ Tết từ ngày 27 tháng Chạp nên gia chủ có thể tiến hành lau dọn bàn thờ tổ tiên vào ngày này hoặc 28-29 tháng Chạp. Theo giáo sư Nguyễn Chí Bền thì không nên để bát hương từ năm này qua năm khác. Khi lau dọn bát hương chỉ nên để lại 3 chân hương. Với những bát hương của người đã mất nhưng chưa qua 3 năm, nếu là đàn ông thì để lại 7, còn đàn bà thì để lại 9 chân hương. Bát hương quan thần linh tỉa hết chỉ giữ lại 5 chân hương. Những bước tiến hành bao sái giúp tỉa chân hương. Theo tiến sĩ Lê Xuân Phương, chuyên gia phong thủy, viện trưởng Viện Nghiên cứu Doanh nhân và Doanh nghiệp Đông Nam Á, trước khi bao sái thì gia chủ nên tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo dài, mở rộng các cửa trong nhà. Có thể chuẩn bị đĩa hoa quả tùy tâm, 10 bông cúc vàng chia làm 2 bình cắm hai bên, rượu trắng, một củ vừng, giã gừng rồi đổ rượu vào, ngâm khăn vào rượu ít nhất là 30 phút trước khi lau dọn, hoặc có thể dùng nước ấm, không được dùng nước lạnh. Nếu nhà có ban thờ Phật thì tượng Phật, ảnh Phật thì không dùng rượu để lau mà nên dùng khăn thấm nước sạch, và phải lau bàn thờ Phật trước, sau đó mới lau dọn bàn thờ gia tiên. Tiếp theo thì gia chủ thắp một nén hương, khấn xin phép gia tiên, các quan thần linh, thần tài để thông báo xin được dọn dẹp bàn thờ. Đợi hương tàn thì bắt đầu dọn dẹp bàn thờ. Trước tiên thì hạ các đồ muốn lau dọn xuống, lưu ý tuyệt đối không hạ hoặc là di chuyển bát hương. Theo dân gian thì nếu bát hương bị di chuyển sang hướng xấu, thậm chí có thể gây ra xui xẻo cho gia chủ. Cần chuẩn bị bàn to và cao, phủ vải hoặc là giấy đỏ, hạ đồ thờ cúng, bài vị, di ảnh, bình hoa, chén nước xuống, rồi để ngay ngắn toàn bộ đồ thờ cúng lên bàn. Nếu bàn thờ có đặt chung bài vị gia tiên với các thần thì phải để ra hai chỗ khác nhau, không lau đồ trực tiếp trên bàn thờ. Dùng khăn sạch đã ngâm rượu gừng, lau toàn bộ các đồ thờ, sau đó dùng khăn khô lau lại. Sau khi lau bài vị xong mới đến phần dọn bát hương. Dân gian quan niệm nên dùng chiếc thìa nhỏ xúc từng thìa cho đổ ra ngoài rồi mới lau sạch bát hương. Không nên cầm bát hương đổ hết cho ra ngoài. Theo người xưa như vậy rất dễ gây tán tài. Cuối cùng thì đặt lại đồ thờ cúng đúng vị trí, thay nước, thay chung gạo muối nếu có, khấn xin thỉnh các ngài về báo cáo con đã xong việc. Loại nước thiêng dùng để dọn dẹp bàn thờ. Điều đầu tiên phải giữ cho bàn thờ sạch sẽ, trước khi dọn dẹp ta phải tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị một đĩa trái cây và thắp hương thông báo cho ông bà tổ tiên biết rằng mình sắp lau dọn bàn thờ. Để tránh những điều kém may mắn, đặc biệt khi lau dọn bài vị hay là tượng thờ, phải dùng nước ấm chứ không được dùng nước lạnh, có thể dùng rượu hòa với gừng hoặc là tỏi được giã nhỏ để lau bàn thờ. Vì theo dân gian lưu truyền, tỏi và gừng có công dụng trừ tà hiệu quả, khi pha với rượu và dùng nó để lau bàn thờ sẽ giúp tẩy uế, đuổi sạch những điều xui xẻo của năm cũ và chào đón một năm mới đầy an khang và hạnh phúc. Bên cạnh đó thì tỏi và gừng còn là những nguyên liệu tẩy vết bẩn hiệu quả, nên khi dùng để lau bài vị hay là tượng thờ sẽ giúp chúng sạch như mới. Ngoài ra, nước dùng để bao sái bàn thờ có thể là nước từ năm thứ thảo dược, quế, hồi, đinh hương, gỗ bạch đàn.
đun sôi cho kỹ những thảo dược đó với 1,5 lít nước để ấm, rồi dùng nước đó để lau rửa bàn thờ và đồ thờ cúng. Chú ý lau cẩn thận tỉ mỉ để tránh rơi vỡ đồ đạc, vật phẩm ra tiền. Những kiêng kỵ khi bao sái. Di chuyển bát chân hương tùy tiện. Người xưa quan niệm rằng nếu di chuyển bát hương quá nhiều sẽ chuyển sang hướng xấu, gây xui xẻo cho gia chủ. Điều này có nghĩa là lòng thành kính của bạn không được thần linh chứng giám, gây những điều thiếu may mắn và ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ. Vì vậy, khi lau dọn bàn thờ, chúng ta chỉ nên lau bát hương sạch sẽ, không nên tự ý động chạm hoặc là di chuyển. Nếu có di chuyển thì phải làm đúng theo hướng dẫn trên. Tỉa và đổ chân hương sai cách. Khi hương đầy, người ta thường tỉa và đổ bớt chân hương. Việc này không hề đơn giản vì tỉa hương sai cách sẽ khiến cho tài lộc tiêu tán. Cách đúng nhất khi tỉa chân hương là tuyệt đối không được lấy ra hết mà phải để lại 3, 5 hoặc 7 chân. Đặc biệt không được vứt chân hương bừa bãi vì người xưa quan niệm như thế sẽ bị tán tài. Chân hương tỉa ra thường đốt và tất cả tro được thả xuống sông, hồ hoặc là hòa với nước để bón cây, không nên đổ lung tung. Bên cạnh đó thì tuyệt đối không được bỏ chân hương ở những nơi bẩn thỉu, làm vậy sẽ phạm phải điều xấu. Sắp xếp đồ thờ Phật, thần linh, gia tiên không đúng vị trí. Trước khi mang những đồ thờ xuống cọ rửa thì cần phải nhớ thật kỹ vị trí để sau đó sắp xếp lại cho đúng. Việc để các đồ thờ cúng sai vị trí sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tài lộc của gia chủ. Tốt hơn là với tro, bát hương cũ, đồ thờ cúng khi muốn thay đổi mới thì phải thả đồ cũ ra sông hồ cho mát hoặc là những nơi sạch sẽ. Nếu không thì nên hóa những đồ vật đó. Với bàn thờ cũ thì cây nến, cây hương tiện bằng gỗ sơn son thiếp vàng có nên hóa đi, không nên vứt linh tinh, vừa phạm yếu tố tâm linh, vừa gây ô nhiễm môi trường. Tuyệt đối không được làm đổ vỡ đồ thờ vì đồ thờ cúng là những vật thiêng thiêng, thể hiện sự trang trọng tôn kính với các thần linh và tổ tiên đã khuất. Theo quan niệm của dân gian thì nếu không cẩn thận làm đổ vỡ thì gia chủ sẽ gặp chuyện không may vì thiếu đi sự tôn trọng người đã khuất. Quý vị thân mến, vị trí bên trái bàn thờ là vị trí quyết định tài vận và hòa khí gia đình. Nếu bạn để nơi này bừa bộn hoặc là để những vật không cần thiết ở đây thì đời sống vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, làm lụng mãi vẫn không khá lên được. Ngược lại, nếu biết cách bài trí và lựa chọn các đồ vật phong thủy giàu ý nghĩa trên bàn thờ thì gia chủ sẽ luôn được bình an và may mắn. Quý vị hãy đặc biệt lưu ý nhé! Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ ngay sau đây. Cách đặt các đồ vật trên bàn thờ gia tiên đem lại tài lộc cho gia chủ. Thứ nhất là bát hương. Đồ vật quan trọng nhất của bàn thờ là bát hương. Nó được ví như là ngôi nhà để các cụ trong gia đình đi về. Bát hương trên bàn thờ có nhiều cách đặt và thờ khác nhau, nhưng theo thông thư gia bảo của chi phái họ Nguyễn chính tộc Hương thôn Trà Khê thì bát hương trên bàn thờ thường ứng với các số lẻ 3, 7, vì người sống trải qua sinh lão bệnh tử, sau khi mất đi thì ứng với quỷ gốc linh thính, tức là mất đi hồn lìa khỏi xác thành quỷ. Chết giờ tốt không bị hung thần, chết giờ xấu thì bị hung thần giữ xác. Sau khi chết đi nhờ tiếng khóc, sự thờ cúng của con cháu mà thành linh thiêng, và hết tuần 49 rồi, hết 100 ngày vong sạch sẽ được đưa vào chùa tụng kinh, nghe kinh mà cứu rỗi, siêu thoát nên thính. Bát hương cũng ứng với chữ như thế. Bát hương thì nên mua đồ bát hương bát tràng đẹp bền mà có thổ, không nên dùng bát hương tàu. Tối kỵ dùng bát hương màu vàng thờ gia tiên vì màu vàng là màu hoàng đế chỉ dành cho thờ quan thần hoặc các vị thời trước có tước vị trong hoàng tộc. Trong bát hương thì nên dùng tro sạch đốt từ rơm rạ thơm phủ đầy lòng bát hương. Quan trọng nhất trong bát hương là cốt bát hương. Cốt bát hương gồm có một túi giấy nhỏ có ghi tên tuổi, năm mất, nơi mất và những câu thần chú chỉ ngũ sắc do thầy phù thủy thụ lý vào như sổ đỏ của người chân tới. Thứ hai là cây vàng khối. Cây vàng khối là vàng mã có đủ 5 màu dành cho bàn thờ gia tiên, nên dùng màu xanh đỏ mua về bọc băng dính lại cẩn thận, băng dính trắng để thờ được lâu. Và cây đặt bên trái bát hương tính theo hướng bàn thờ phải cao hơn cây bên phải vì tả thanh long, cây màu xanh, hữu bạch hổ. Người xưa có câu ca rằng, thà cho long cao ngàn trượng chứ không để hổ ngẩng cao đầu. Thứ ba là lọ lộc bình.
Thường bàn thờ gia tiên có một lọ để cắm hoa vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng. Vào ngày thường thì lọ này để không, nên người xưa gọi là độc bình. Ngày nay thì người hiện đại mua hai lọ thờ đối xứng hai bên trên bàn thờ là không đúng, nếu muốn mua hai lọ chỉ để chơi trong nhà chứ không đặt lên bàn thờ. Lọ độc bình thường đặt bên trái hướng đông theo quan niệm đông bình tây quả. Một số đồ vật theo phong thủy ngũ hành. Tùy theo kinh tế của gia đình có những vật thờ khác nhau, nhưng nhất thiết trên bàn thờ phải đảm bảo 5 yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim là giá nến, mộc là bàn thờ, ngai hoặc là giá nến, bài vị, thủy là bình, chai nước, chén nước thờ, hỏa là ngọn đèn dầu hoặc là nến thờ trên bàn thờ và là hương khi thắp lên, thổ là bát hương làm từ đất sét nung lên, bát hương, bát tràng. Bàn thờ gia tiên hay là bất kỳ bàn thờ nào cũng vậy, tùy những điều kiện và thời kỳ khác nhau thì giá trị vật chất cũng như là những vật thờ khác nhau. Nhưng một bàn thờ đúng luôn phải tuân thủ những quy định trên. Ngoài ra thì bạn cần lưu ý là toàn bộ đồ vật bàn thờ mua mới đều phải được bao sái cẩn thận. Nếu không biết cách bao sái thì phải hỏi ý kiến của các chuyên gia. Ngoài những đồ vật cơ bản cần có trên bàn thờ gia tiên thì các bạn cũng cần tuyệt đối lưu ý về những vật cấm kỵ không nên đặt trên bàn thờ, kẻo gây ra đại họa. Năm đồ vật không được đặt trên bàn thờ gia tiên. Thứ nhất là hoa giả. Dẫu biết rằng trưng hoa giả vừa tiết kiệm chi phí lại luôn tươi tắn và không phải mất công thay nước. Thế nhưng các chuyên gia phong thủy luôn khuyên bạn phải trưng hoa thật, dù có đắt hơn hoa giả nhưng hoa thật thể hiện được sự chân thành của bạn. Ngoài ra thì khi hoa đã héo thì bạn nên bỏ ngay, bởi nếu để hoa giả, hoa khô trên bàn thờ sẽ khiến cho gia chủ gặp nhiều xui xẻo, gia đình hay gây gổ cãi nhau. Thứ hai là trái cây giả. Cũng giống như là hoa, trái cây bạn cũng nên cúng trái cây tươi để ông bà tổ tiên có thể ăn hương ăn hoa, hưởng lộc con cháu gửi. Nếu bạn gửi lộc giả thì người đã khuất không nhận được. Còn nếu trên bàn thờ nhà bạn đang cúng trái cây giả thì hãy bỏ ngay và thay bằng trái cây tươi ngay nhé. Tiếp theo là cành vàng lá ngọc. Ông Nguyễn Quang, chuyên gia trang tử vi lý số Việt, cũng cho rằng bàn thờ là nơi tâm linh thanh tịnh nên những cành vàng lá ngọc không nên đặt lên. Những thứ cành vàng lá ngọc có nhiều điều khó nói, như là bày bán chỗ có sạch hay không, cần xử thế nào, có bị ôi hay không. Không nên đi đến bất cứ chùa chiền đền phủ nào xin lộc về đặt lên bàn thờ. Cũng không nên tùy tiện đặt các thứ đó lên bàn thờ. Muốn trưng thì cần biết rõ nguồn gốc tích của nó, ông Quang nói. Tiếp theo là không tùy tiện cắm chân hương vòng vào bát hương. Từ bao đời nay thì ở các nơi thờ, chùa chiền, đình đền phủ đều có que sắt cắm trong bát hương để thắp hương vòng. Nhưng trong gia đình thì có nên đặt những que hương sắt vào bát hương để thắp hương vòng hay không? Ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng theo các nhà tâm linh, bát hương thể hiện cho cái đầu của gia chủ. Khi bốc bát hương không nên lèn chặt thì sau một thời gian cho hương sẽ chắp lại, dân gian cho là có thể làm gia chủ đau đầu. Bàn thờ nếu có đủ ngũ hành là tốt, nhưng các đồ kim loại như là đỉnh đồng, lư đồng, bát hương đồng, hạt đồng, đỉnh đồng, chân nến, những đồ cúng lễ bằng kim loại cũng không nên đặt nhiều. Bởi theo nhiều nhà tâm linh thì nếu đặt đồ kim loại đồng nặng và lớn sẽ không tốt cho sức khỏe của gia chủ. Người dân nếu muốn thắp hương vòng trong ngày lễ Tết thì hãy đốt ở ngoài bát hương, như đặt trong đĩa, vừa không động bát hương, vừa dễ làm sạch bàn thờ. Ông Cường tư vấn. Giấy tiền vàng mã là vật phẩm có thể dâng cúng trên bàn thờ gia tiên, nhưng giấy tiền vàng mã là vật tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ Phật. Đây là vật phẩm cúng cho người đã khuất, không được tùy tiện dâng lên bàn thờ Phật, gây mất sự trang nghiêm. Đối với bàn thờ gia tiên thì nhiều gia đình có thói quen cúng giấy tiền vàng mã như mùng 1 Tết và cứ để như thế cho đến cuối năm mới hóa. Nếu vậy, bạn cần phải đảm bảo rằng ngày đưa ông táo về trời, số tiền vàng này phải được hóa vàng để con đường tiền bạc tài lộc được hanh thông. Nếu quên không hóa vào cuối năm thì việc làm ăn của năm tới sẽ bị ngưng trệ, gặp nhiều khó khăn. Quý vị thân mến, dù cuộc sống hiện đại khiến quỹ thời gian của chúng ta trở nên ít ỏi và ai cũng trở thành những con người bận rộn hơn, nhưng việc dành một chút thời gian để dọn dẹp, sắp xếp lại bàn thờ, gian thờ cúng tổ tiên là một việc làm hết sức quan trọng, giúp ta lấy lại được nguồn năng lượng tuyệt vời cho toàn bộ ngôi nhà, đồng thời thì đường công danh sự nghiệp cũng hanh thông, thuận lợi hơn bao giờ hết. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hãy bấm thích và theo dõi kênh Phong thủy May mắn của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Quý vị hãy để lại số điện thoại
để các chuyên gia phong thủy sẽ tư vấn giải đáp cho bạn. Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.